Sáng nay, huyện Văn Giang trọng thể tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng huyện. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện nghị định số 60 ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Giang được tái lập. Sau 25 năm tái lập, với sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Văn Giang không ngừng bứt phá đi lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước phát triển đô thị, đời sống của nhân dân được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 16%, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt gần 443 triệu đồng, gấp gần 36 lần, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 18.000 tỷ đồng, gấp hơn 44 lần, giá trị tổng sản phẩm bình quân theo đầu người đạt trên 152 triệu đồng, gấp hơn 35 lần, thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, gấp 3.500 lần so với ngày đầu tái lập huyện. Tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức thấp nhất tỉnh, các lĩnh vực văn hóa xã hội được phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường. Đến nay, đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Giai đoạn 2019-2023, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những cố gắng nỗ lực của huyện Văn Giang sau 25 năm tái lập. Đồng thời là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, huyện Văn Giang cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ và công nghiệp, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư, phục vụ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, tăng cường đầu tư công đi đôi với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân vào các dự án khu đô thị nhà ở hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 3 và loại 2. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 489 cũng khẳng định đô thị Văn Giang là một trong ba đô thị trung tâm của tỉnh, gồm có thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào và Văn Giang. Thì Văn Giang chúng ta phải phát triển một cách hài hòa, bền vững dựa trên cả ba trụ cột về kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường cùng với lực đẩy của khoa học công nghệ và sức hút bởi tiềm năng, lợi thế so sánh riêng có của huyện Văn Giang. Huyện Văn Giang chúng ta đứng trên tất cả các góc độ về tiềm năng, về cơ hội, về thế và lực. Văn Giang của chúng ta không thể đi sau, cũng không thể đi ngang, mà chúng ta phải vượt lên dẫn đầu trong các địa phương của cả tỉnh. Về cả tốc độ, trình độ phát triển kinh tế, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, rồi về mặt quản trị xã hội, quản lý phát triển trong một khung chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể của tỉnh Hưng Yên nhằm kết nối với các địa phương trong tỉnh cũng như là các địa phương ở trong vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng ta đã có chiến lược, chúng ta đã có cả quy hoạch, và đặc biệt là chúng ta có khát vọng
phát triển với một tầm nhìn dài hạn, định vị Văn Giang là ai, Văn Giang như thế nào trong 10 năm, trong 20 năm và đến năm 2050, thì có 3 yếu tố rất quan trọng quyết định đến mục tiêu chiến lược phát triển của huyện Văn Giang của chúng ta, đó là tư duy, năng lực lãnh đạo và cách thức kế hoạch hành động chiến lược. Thứ hai, đó là vấn đề yếu tố con người, là đội ngũ cán bộ thực thi chiến lược và các kế hoạch. Và thứ ba nữa là phát huy sức mạnh của toàn dân, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Đó là ba yếu tố then chốt sẽ quyết định về tốc độ để chúng ta đạt được các mục tiêu như đã đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu trả lời của Bác đối với phóng viên báo Granma Cuba vào ngày 14 tháng 7 năm 1969. Tôi hiến dâng cả đời tôi cho dân tộc tôi.